quý vị, dựa trên việc khai thác lợi thế của địa phương, trong thời gian qua, tỉnh Con Tum đã và đang triển khai thực hiện sâu rộng có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp. Với hơn 200 sản phẩm ô cốp đã có, ngành nông nghiệp tỉnh đang tiếp tục hướng đến nâng cấp hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Từ khâu liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao đến khâu chế biến sâu mở rộng thị trường, tiêu thụ thông qua các nền tảng số. Qua đó tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số cũng như nâng tầm giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu sản phẩm ô cốp của địa phương trên cơ sở các sản phẩm ô cốp được công nhận hiện nay các chủ thể ô cốp đang chú trọng sản xuất theo hướng liên kết nhất là tại các vùng khó khăn vùng dân tộc thiểu số trong đó thu hút sự tham gia của người dân đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết theo hướng bền vững nhằm góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa, quy mô lớn và có giá trị kinh tế cao. Như anh A Cần ở thôn Mô Gia, xã Ngọc Lây, hiện đang tham gia lao động sản xuất với công ty cổ phần Sơn ngọc lên Tumarong Con Tum. Tôi cũng làm công nhân được 2 năm trong công ty rồi. Thì ngoài uh, tiền lương công ty trả thì công ty vẫn giao đất, giao phân và giống để công nhân trồng uh, riêng để có thu nhập cho gia đình và công ty cũng thu mua lại cái 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 uh, giống dược liệu mà công ty đã cung cấp cho công nhân. Gắn với chủ trương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và sự hỗ trợ của các cấp ngành chủ thể ô cốp này được tạo điều kiện đầu tư sản xuất một số sản phẩm dược liệu trên địa bàn huyện tumorong đồng thời đầu tư xây dựng khu sản xuất chế biến đông gói tại chỗ nhằm nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm ô cốp theo nhu cầu thị trường đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng để nâng tầm sản phẩm ô cốp của chủ thể nói riêng và sản phẩm nông sản của địa phương trong những năm tiếp theo Công ty thu mua sản phẩm của bà con và công ty trồng trên cái diện tích của công ty hiện hiện có công ty hiện tại thì cũng có một cái nhà máy sản xuất chế biến sông Ngọc Linh và các loại cây dược liệu cũng nằm tại xã Ngọc Lây và công ty đã chế biến được một số cây dược liệu sản phẩm từ sông Ngọc Linh và cũng đã thiêu cốp đạt tiêu chuẩn cấp 4 sao 3 sao hiện tại là công ty có 8 sản phẩm trong đó là bốn sản phẩm đạt ô cốp 3 sao, 4 sao. Năm 2023 này là công ty à, thi thêm 3 sản phẩm nữa. Để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông xác định nhiệm vụ quan trọng trước mắt là hình thành chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm ổn định cho người dân. Cùng với đó phát triển kinh tế hộ, đơn lẻ, chuyển sang mô hình hợp tác xã, liên kết theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm dược liệu ô cốp của địa phương gắn với chế biến hiện tại sản học lây đang có 6 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 đến 4 sao cấp tỉnh trên địa bàn là có hai cái đơn vị thực hiện cái gắn cái mô hình là bao bao tiêu sản phẩm đối với lại sản phẩm dược liệu trên địa bàn xã đó là công ty bộ phận dược liệu công ty cổ phần sông linh tomarong và tới xã dược liệu tomarong ni bằng xã thì có công ty đang cũng triển khai trồng các loại dược liệu để ứng dụng công nghệ cao chế biến sâu để đưa sản phẩm ra thị trường. Xác định dược liệu là một trong những tiềm năng thế mạnh chủ lực của địa phương. Trong thời gian qua, huyện Tu đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đến khảo sát đầu tư, xây dựng liên kết sản xuất. Thông qua các hoạt động quảng bá giới thiệu, hiện nay một số sản phẩm ô cốt của địa phương đã và đang khẳng định được giá trị xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước. Các chủ thể cũng tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc, các quy định an toàn thực phẩm và môi trường. Hiện nay trên địa bàn huyện có gần 20 sản phẩm ô cốp, trong đó có những sản phẩm 4 sao được lưu thông trên thị trường và có giá trị rất là lớn về dược liệu. Thì trong thời gian tới thì huyện tiếp tục kêu gọi các cái doanh nghiệp xúc tiến mở rộng đầu tư đặc biệt chú trọng vào cái phát triển dược liệu thì quan điểm của huyện thì vẫn phát triển theo hai hướng một là ứng dụng công nghệ cao trong phát triển cái cây dược liệu trên địa bàn hai là phát triển theo hướng là sản phẩm hữu cơ tự nhiên để giữ cái sản phẩm dược liệu an toàn theo cái việc khác ngoài tập trung vào đổi mới và cải thiện công nghệ sản xuất quy trình sản xuất mở rộng vùng nguyên liệu tại địa phương quản lý chất lượng sản phẩm các chủ thể ô cốt hiện đang triển khai phương án sản xuất kinh doanh để phát triển sản phẩm hàng hóa mới theo chuỗi giá trị đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ô cốt thông qua các sự kiện chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốt thường niên ứng dụng các nền tảng số phục vụ sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ đáp ứng xu hướng người tiêu dùng hiện nay Hợp tác xã chúng tôi đã liên kết với những cái hộ dân đang có cái vùng nguyên liệu đó là sâm dây Ngọc Linh. Thì để đảm bảo cái nguồn nguyên liệu để mà hợp tác xã sản xuất quanh năm hiện tại thì hợp tác xã chúng tôi đang tập trung vào phát triển các hệ thống đại lý, hệ thống bán hàng, hệ thống marketing online và tập trung vào một số sản phẩm mới nữa để mà đưa chế biến sâu cái sản phẩm đông trùng hạ thảo có chất lượng tốt nhất đến người tiêu dùng. Hiện nay Tỉnh Con Tum có 205 sản phẩm ô cốp, trong đó có một sản phẩm ô cốp 5 sao, 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Các sản phẩm ô cốp được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng ngày càng nhiều. Đặc biệt, một số sản phẩm 5 sao, tiềm năng 5 sao đã vươn ra thị trường xuất khẩu. Để nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm ô cốp, ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức nhiều hoạt động gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương tổ chức các lớp tập huấn hàng năm gắn với thực hiện chương trình ô cốp cho các chủ thể ô cốp, hỗ trợ phát triển các sản phẩm mới dựa trên ứng dụng công nghệ sơ chế, chế biến quy mô nhỏ và vừa. Trong đó ưu tiên các sản phẩm chế biến, chế biến sâu từ sản phẩm nguyên liệu của địa phương, sản phẩm gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, đồng thời hướng dẫn các chủ thể ô cốp về bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ, phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo về phát triển sản phẩm ô cốp trong thanh niên, phụ nữ và tại các vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số theo xu hướng công nghệ trong công nghiệp 4.0. Bên cạnh công tác phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thì ngành nông nghiệp của tỉnh sẽ phối hợp với các ngành chức năng trong việc đào tạo tập huấn tuyên truyền khuyến khích người dân tham gia thị trường thương mại điện tử để nâng cao cái tính cạnh tranh hướng đến phát triển bền vững triển khai có hiệu quả cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có hoạt động thương mại điện tử ứng dụng nông nghiệp thông minh từ khâu sản xuất đến chế biến tiêu thụ nông sản để tối ưu hóa điều hành hiệu quả tăng năng suất cũng như chất lượng chương trình ô cốp là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Trên thực tế, với những giá trị mang lại, chương trình ô cốp đang tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh triển khai. Trong đó có sự tham gia và hưởng ứng của các tổ chức cá nhân, đặc biệt là nâng cấp các sản phẩm ô cốp. Các sản phẩm sau khi công nhận được sử dụng nhãn hiệu ô và thứ hạng sau in và dán trên bao bì sản phẩm, nâng tầm, tạo niềm tin đối với người tiêu dùng đủ điều kiện vào các siêu thị, hệ thống phân phối hiện đại. Đồng thời, sản phẩm ô cốp còn là cơ sở, điều kiện cần thiết để từng bước mở rộng thương hiệu trong nước, hơn đến phát triển ra thị trường quốc tế. Theo kế hoạch, tỉnh Công Tum phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 250 sản phẩm ô cốp được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó xây dựng được ít nhất 10 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia.